Xin chào các bạn. Ở video này mình tiếp tục là 150, đó là tìm số âm nhất trong mạng. Những cái bài như là có bài 147, đó là tìm số dương cuối cùng trong mạng. Thì đây tìm số âm nhất, số âm mà là nhỏ nhất. Đấy, đó là số âm. Bây giờ mình sẽ viết code. Chúng ta khai báo một mạng A gồm phần tử như 2, 2, trừ 7, trừ 9, 6, 7, 5. Mình thêm một biến y và biến n. Đầu tiên thì mình sẽ gắn n cho cái số đầu tiên. Số đầu tiên mạo em một vòng for. For y nó chạy từ một y sẽ nhỏ hơn 2, 4, 6, 8 đến 7. Trong vòng for này thì đầu tiên nó sẽ kiểm tra nếu như mà a y mà nhỏ hơn không. Đấy, có nghĩa là số âm nhỏ hơn không và n mà lại nhỏ hơn a y. Đấy, cho a y làm gì? Vì về mục đích cuối cùng của ta là in ra n. À, nếu như mà nó n mà nhỏ hơn ai chẳng hạn. Đấy, thì sẽ gan ai cho n. Rồi, việc vâng, cuối cùng chúng ta chỉ cần print trăm đấy thôi. Đây hình như mình code ở chỗ nào. Đây là số âm nhất đúng không? Âm nhất lớn hơn. Lớn hơn ai? Vì ai còn nhỏ hơn nữa mà. Nhỏ hơn nữa, số nào nhỏ hơn nó nữa thì nó gán cho số đó. Đúng không? Mình nhầm. Trừ 9. Ok, đúng, chính xác. Đây có trừ 2, trừ 7, trừ 9, trừ 6 nhưng nó chọn ra là trừ 9 là âm nhất, có nghĩa là số âm. Đây, số âm mà nhỏ nhất. Và các bạn ở đây có thể biết nếu như mà cái mảng của các bạn lớn hơn hoặc bằng không, có nghĩa không có số âm nào cả. Đấy, thì bạn có thể kiểm tra một câu điều kiện. Đó là nếu như mà n đây nếu như n mà lớn hơn hoặc bằng không đấy, thì print printf đó là mà không có số âm đó. Và đây là L. Bây giờ ta thử đây là dương 2. Dương 2. Mình để thế này nữa nhé. Xem có đúng không nhé. Vẫn tìm số âm nhất trong ạ.
vẫn chơi chín. Ok, bây giờ dương 9 này, dương 6 này, F5, Z. Mà không có số không? Ok. Đấy. Vì ở đây nó kiểm tra mãi mà nó không gán cho một cái số âm nào cả. Thế nên là nó n này vẫn nằm ở, vẫn giữ cái giá trị là A0. Đây A0 là 2. Đó. Mà n bằng 2, 2 thì 2 thì lớn không thì nó in ra thế này. Là code của ra đã chính xác. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào các bạn.